Trong số những nghệ sĩ Việt nổi tiếng, có tới 3 bóng hồng không chỉ xinh đẹp giỏi giang mà còn sở hữu khối tài sản kếch xù khiến bao người mơ ước. Có chị đẹp là đại gia Kim Cương, sở hữu biệt thự giác vàng lên tới 400 tỷ, siêu xe, du thuyền xếp thành hàng. Lại có người là Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ, được các đại gia tỷ phú hết mực chăm sóc, chi triệu đô mua siêu xe biệt thự chỉ để được ở bên nàng. Vậy những chị đẹp này tài năng như thế nào? Họ đã làm những gì để sở hữu gia tài đồ sộ như thế? Hãy cùng câu lạc bộ tỷ phú đột nhập nhà của ba bóng hồng màn ảnh Việt giàu nước đố đổ vách này nhé, thưa quý vị. Một, nữ hoàng Kim Cương Lý Nhã Kỳ giàu có và quyền lực như thế nào? Nhắc đến đại gia Kim Cương của showbiz Việt, không thể bỏ qua cái tên Lý Nhã Kỳ. Nhiều năm qua, mỹ nhân sinh năm 1982 luôn được mệnh danh là một trong những người đẹp giàu có bậc nhất Vbiz. Hồi tháng 1 năm 2022, tờ South China Morning Post đã có một bài viết ví Lý Nhã Kỳ là Kim Kardashian của Việt Nam và khai thác cuộc sống sang chảnh hào nhoáng của cô. Lý Nhã Kỳ, tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Dù không qua trường lớp diễn xuất, nhưng Lý Nhã Kỳ có được sự may mắn khi hoạt động nghệ thuật, nổi danh qua các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Cô hoạt động showbiz với vai trò diễn viên và gây ấn tượng với loạt phim như Ghen, Mùa hè lạnh. Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim Kiều nữ và đại gia vào năm 2008. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất nhiều điểm sáng, Lý Nhã Kỳ còn là doanh nhân thành công trên nhiều lĩnh vực, nổi bật trong đó là bất động sản. Nhờ việc kinh doanh phát triển thuận lợi, Lý Nhã Kỳ hiện tại sở hữu khối tài sản khổng lồ. Năm 2013, Lý Nhã Kỳ ra mắt thương hiệu Kim Cương riêng, mang tên mình, với các sản phẩm trang sức cao cấp có giá từ hàng chục nghìn đến hàng triệu đô la. Cô còn có showroom thời trang cao cấp, hướng đến đối tượng siêu giàu tại Việt Nam. Người đẹp từng không ngần ngại chia sẻ, khối lượng kim cương mà cô đang sở hữu cần tới 5 két sắt trong nhà mới chứa hết được. Trên sóng một chương trình truyền hình, cô tâm sự thú vui mỗi khi cô đơn và mất ngủ của mình là mang kim cương ra đếm. Theo nguồn tin từ South China Morning Post đăng tải đầu năm 2022, khối tài sản của cô ước tính khoảng 17 triệu đô, gần 385 tỷ đồng. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ hiện sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá trải dài từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến Đà Lạt, Vũng Tàu. Dinh thự cô đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khiến dân tình choáng ngợp vì sự xa hoa, hoành tráng, được xây dựng theo phong cách cổ điển, kiến trúc hoàng gia châu Âu. Căn biệt thự bao gồm đầy đủ phòng chức năng và cả studio bên trong. Người đẹp chia sẻ còn thuê hẳn đầu bếp riêng để chuẩn bị những bữa ăn đúng ý, cũng như thuê stylist cắm hoa làm đẹp cho không gian sống mỗi ngày. Nữ diễn viên từng cho biết do thường xuyên đi tham quan thắng cảnh những tòa lâu đài ở châu Âu nên cô rất thích loại kiến trúc cổ điển của phương Tây. Trước bất động sản khủng này, sau phim Kiều nữ và đại gia đã có thời gian sống trong một biệt thự khác ở Sài Gòn với kiến trúc phong cách hoàng gia giác vàng. Bên cạnh hai căn nhà hoành tráng ở thành phố Hồ Chí Minh, Lý Nhã Kỳ còn chi tiền xây biệt phủ 10.000 m2 ở Vũng Tàu để tặng mẹ. Ngôi nhà mang đậm kiến trúc Việt Nam với loại nội thất được làm từ gỗ quý và lợp ngói đỏ. Người đẹp cũng cho xây dựng một khu nghỉ dưỡng với 16 biệt thự theo phong cách châu Âu, một trang trại trồng các loại hoa rau củ ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ còn là dân chơi hàng hiệu thứ thiệt. Nữ diễn viên 8X hiện tại đang có trên dưới 400 chiếc túi đủ kiểu đến từ những thương hiệu lớn nhất trên thế giới, có giá hàng chục tỷ đồng. Ngoài nắm trong tay hàng loạt bất động sản khủng, Lý Nhã Kỳ còn là chủ nhân của chiếc du thuyền Ferrari 360 với giá 4,4 triệu đô, gần 100 tỷ đồng vào năm 2016. Trả lời truyền thông, sao nữ cho biết cô sử dụng du thuyền để đưa gia đình đi ngắm hoàng hôn dọc sông Sài Gòn hay tiếp những vị khách quan trọng. Không chỉ có du thuyền triệu đô, Lý Nhã Kỳ còn là chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 1,8 triệu đô, hơn 40,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu một chiếc Jayco F-Type R Convertible có giá khoảng 500.000 đô, hơn 11,3 tỷ đồng. Mới đây, xe siêu sang thuần điện Rolls-Royce Spectre đã chính thức đến Việt Nam trong hành trình du ngoạn vòng quanh thế giới. Lý Nhã Kỳ là khách VIP của hãng Rolls-Royce, nên gần như sự kiện ra mắt xe mới quan trọng nào tại Việt Nam đều không thể thiếu được sự có mặt của người đẹp không tuổi. Đến sự kiện này, Lý Nhã Kỳ mang trên mình 5 tỷ, chiếc đồng hồ đá quý cô sử dụng thuộc thương hiệu Graff, vẻ đẹp duy mỹ đến từ giấc mơ sâu xa của nhà sáng lập Lawrence Graff, nằm trong bộ sưu tập đặc biệt giá trên 2 tỷ đồng.
tiết lộ thế lực giúp Lý Nhã Kỳ giàu có khủng khiếp, thành sao Việt quyền lực nhất nhì showbiz. Chính độ giàu có khủng khiếp này khiến dân tình không khỏi tò mò, cô làm gì mà có tài sản nhiều đến vậy? Trước tiên phải kể đến những mối quan hệ khủng thuộc hàng tài to mặt lớn của Lý Nhã Kỳ. Cô luôn cho biết gia đình cô xuất thân vốn bình thường, chứ không phải giàu từ trong trứng nước. Tuy nhiên, đảo qua một vòng những họ hàng hoặc người thân trong nhà của nữ diễn viên kiều nữ và đại gia, thì lại toàn những cái tên máu mặt trong giới giải trí kinh doanh. Đơn cử như cô có mẹ nuôi là bà Alice Chiu, một tỷ phú nổi tiếng người Hồng Kông, sở hữu quỹ từ thiện quốc tế mang tên Shin Hock. Hai người mẹ nuôi thứ hai là bà Madame Wang, chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng về các nhãn hiệu kim cương, chuyên cung cấp cho giới thượng lưu và người nổi tiếng. Lý Nhã Kỳ có hai người anh nuôi, gồm tỷ phú Su Fan Hu, một nghệ nhân nổi tiếng người Trung Quốc gốc Myanmar, được mệnh danh là ông vua Ngọc, và ông Travis Simpson, một doanh nhân chính khách tiếng tăm ở Philippines, hay gia đình cha mẹ nuôi là tỷ phú Ấn Độ Nitin Shah. Lý Nhã Kỳ còn có một người chị kết nghĩa bí ẩn là quản lý cấp cao ở đài truyền hình TVB của Hồng Kông, quản lý khoảng 700 nghệ sĩ, diễn viên danh tiếng. Những mối quan hệ tầm cỡ như vậy, chắc chắn không ít thì nhiều, cũng giúp cho con đường thành danh và sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ vài phần thuận lợi. Có lẽ chính nhờ mối quan hệ này mà Lý Nhã Kỳ có mối quan hệ thân thiết với nhiều sao đình đám ở châu Á như Sa Thi Mạn. Sa Thi Mạn thậm chí còn từng chia sẻ về show của Lý Nhã Kỳ trên trang cá nhân của mình như một cách ủng hộ người bạn thân. Tình tin đồn của Lý Nhã Kỳ, toàn Mỹ Nam bị so yêu đương với nam rapper kém 17 tuổi. Năm 2009, Việt Anh tham gia bộ phim Gió Nghịch Mùa và đóng cặp cùng diễn viên Lý Nhã Kỳ đã gây sốt trên màn ảnh một thời gian dài. Ngay sau đó, đã xuất hiện nhiều tin đồn, phim giả, tình thật cho rằng cả hai đang có tình cảm đặc biệt với nhau. Bên cạnh những cảnh quay tình tứ, người đẹp họ Lý và Việt Anh còn thực hiện bộ ảnh cưới với diễn xuất tự nhiên như đôi tình nhân thực sự. Lý Nhã Kỳ còn vướng tin hẹn hò với nam thần màn ảnh Việt là Song Luân. Loạt khoảnh khắc thân mật tình tứ của cặp đôi khiến cư dân mạng xôn xao. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ phủ nhận chuyện có tình cảm với đàn em. "Chúng tôi chỉ là chị em trong sáng", cô cho hay. Những hình ảnh thân thiết với Song Luân là do hai người hợp tác trong một dự án nghệ thuật. Tiết lộ về cơ duyên gặp gỡ đàn em, Lý Nhã Kỳ cho hay, "Mọi người gửi cho tôi rất nhiều hình Song Luân, nói rằng cậu ấy đẹp như diễn viên Hồng Kông, mà gu của tôi lại là kiểu Hồng Kông. Từ đó, hai chị em tôi biết nhau." Đầu năm 2022, mạng xã hội xôn xao thông tin một chị đẹp V-Biz nổi tiếng giàu có đang hẹn hò cùng đàn em kém 4 tuổi. Cư dân mạng bật chế độ thám tử truy tìm danh tính người trong cuộc và Lý Nhã Kỳ, Hồ Quang Hiếu là hai cái tên được réo nhiều nhất. Cặp đôi bị cho là đang hẹn hò yêu đương vì thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, netizen còn soi ra những khoảnh khắc cử chỉ vô cùng thân mật của cả hai. Lý Nhã Kỳ và Hiếu thứ hai quen biết nhau từ khi cùng tham gia thực hiện một dự án. Trong một video trên TikTok, Hiếu thứ hai gây chú ý khi tận tình hướng dẫn Lý Nhã Kỳ làm rapper. Cả hai cũng thường xuyên tương tác trên mạng xã hội. Trong bữa tiệc sinh nhật của nữ diễn viên, nam rapper điển trai này cũng xuất hiện. Cư dân mạng còn soi ra, cặp đôi thường có vị trí ngồi bên cạnh nhau. Loạt chi tiết này khiến cư dân mạng xôn xao cặp đôi đang hẹn hò. Trong một talk show của chính mình, Lý Nhã Kỳ cho biết cô luôn khao khát có một tình yêu dung dị, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa để đi xe máy, ăn uống lề đường cùng người mình yêu. Thế nhưng nhiều người đàn ông lại không tin điều này và hầu như luôn từ chối tiến đến với cô vì mặc cảm. 2. Tận mắt chiêm ngưỡng khối tài sản khủng của ca sĩ Mỹ Tâm. Họa mi tóc nâu Mỹ Tâm, sinh năm 1981, là một trong số những ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất hiện nay. Mặc dù nổi tiếng nhưng Mỹ Tâm khá kín tiếng về đời tư. Cô hiếm khi chia sẻ quá sâu về chuyện tình cảm hay phô bày những tài sản mà mình đang có. Tuy nhiên, với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm hiện đã có cuộc sống vật chất viên mãn ở tuổi 40. Nữ ca sĩ còn được gọi là đại gia ngầm của showbiz Việt. Một bầu show tại Mỹ tiết lộ, Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ có mức thù lao hát hải ngoại cao nhất, dao động ở mức 7.000 đô đến 15.000 đô, khoảng 170 triệu đến 360 triệu đồng. Cũng có thông tin rằng, một thương hiệu đã trả 300 triệu đồng cho 3 bài hát của Mỹ Tâm trong lễ khai trương cửa hàng tại Đà Nẵng. Tòa nhà trăm tỷ ở Sài Gòn. Không tính đến những bất động sản nhỏ lẻ, chỉ tính riêng cơ ngơi bề thế của Mỹ Tâm tọa lạc trên tuyến đường đắc địa của Sài Gòn, cũng đủ khẳng định đẳng cấp của giọng ca sinh năm 1981. Tòa nhà có mặt tiền rộng rãi, được thiết kế và xây dựng công phu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Mỹ Tâm. Tòa nhà được khánh thành năm 2012, là vị trí kinh doanh thuận lợi
mà nhiều thương hiệu đình đám đều mong muốn sở hữu. Theo ước tính, tòa nhà này có giá trị lên đến cả 100 tỷ đồng. Đây vừa là trụ sở công ty, cửa hàng thời trang cùng quán cà phê do Mỹ Tâm làm chủ. Bên cạnh đó, Mỹ Tâm còn mở quán cà phê theo phong cách Nhật Bản ở tòa nhà 100 tỷ của mình. Quán được thiết kế với không gian sang trọng, nội thất hiện đại, tinh tế. Những tiện nghi ở đây được đầu tư mạnh tay, mang đến những trải nghiệm ngang tầm với các khách sạn tên tuổi. Đây còn là nơi để cô nàng gặp gỡ bạn bè và tổ chức các buổi họp fan thân mật. Không chỉ thành công trong con đường nghệ thuật, Mỹ Tâm còn khá có duyên với việc kinh doanh. Nữ ca sĩ là giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật tại công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ giải trí Mỹ Tâm, MG Entertainment, chịu trách nhiệm truyền thông, phát hành các sản phẩm âm nhạc và quản lý hoạt động nghệ thuật của Mỹ Tâm. Công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực phụ khác như sản xuất túi sách, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, kinh doanh nhà hàng ăn uống, đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí như hồ bơi, sân golf, sân tennis. Công ty còn đồng hành cùng Mỹ Tâm, mang về nhiều giải thưởng danh giá. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh công ty, Mỹ Tâm trích ra một phần để vận hành quỹ từ thiện mang tên nữ ca sĩ Tóc Nâu, nhằm hiện thực hóa mong muốn giúp đỡ được nhiều số phận kém may mắn trên khắp cả nước. Quỹ từ thiện của nữ ca sĩ hướng tới nhiều đối tượng bao gồm trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật và những trẻ em nghèo hiếu học. Mỗi năm, quỹ từ thiện trao tận tay các em nhiều suất học bổng giá trị, ước tính lên tới 1,4 tỷ đồng. Cuối năm 2018, đầu năm 2019, Mỹ Tâm khiến khán giả bất ngờ khi thử sức ở vai trò mới, đó là trở thành nhà sản xuất kiêm diễn viên phim Chị Trợ Lý Của Anh. Bộ phim được đầu tư hơn 17 tỷ đồng để sản xuất và có được doanh thu khủng 40 tỷ đồng ngay trong tuần đầu công chiếu. Dù có lối sống giản dị, không có thói quen đổi xe theo trend, nhưng Mỹ Tâm vẫn sở hữu xế khủng bạc tỷ để làm bạn đồng hành. Cô luôn trung thành với xe Mitsubishi Lancer Gala 1.6 màu đỏ trong nhiều năm liền. Mà đến năm 2010, nàng họa mi tóc nâu mới quyết định chi tiền mua xe Audi Q7 có giá 3 tỷ đồng. Người tình thực sự của Mỹ Tâm là ai? Trong các chương trình biểu diễn của Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng cũng thường xuyên đồng hành, hát song ca cùng nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng. Hai nghệ sĩ cũng không ngần ngại nắm tay, trao nhau những cái ôm thắm thiết. Trong một chương trình, Đàm Vĩnh Hưng nhận được câu hỏi từ khán giả rằng, có phải hình mẫu lý tưởng của anh là nữ ca sĩ Mỹ Tâm không? Nam ca sĩ nhanh chóng cười đùa và đáp lại rằng, chính là Mỹ Tâm chứ còn ai nữa. Thậm chí trong một bài phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng còn khẳng định sẽ cưới Mỹ Tâm vào năm 2006. Về phía Mỹ Tâm, cô rất dè dặt mỗi lần xuất hiện cùng Đàm Vĩnh Hưng, nhất là trong những shoot hình chụp chung, chỉ có Đàm Vĩnh Hưng chủ động tạo dáng thân mật cùng Mỹ Tâm. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của họ đến giờ vẫn là dấu hỏi lớn. Ngoài Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm cũng từng được nam ca sĩ Tuấn Hưng tỏ tình công khai khi có dịp tái hợp trên sân khấu trong một đêm nhạc. Trước đó, nghi vấn tình cảm giữa hai ca sĩ nổi lên vào thời điểm họ đóng vai cặp đôi trong bộ phim truyền hình Cho Một Tình Yêu. Không chỉ thế, nhạc sĩ kim doanh nhân Hà Dũng, đại gia đỡ đầu cho nhiều chân dài, đã từng tiết lộ trong bài phỏng vấn về mối quan hệ giữa ông và Mỹ Tâm. Theo bài báo, Hà Dũng nói rằng chính ông là người đã giúp đỡ vật chất và âm nhạc cho Mỹ Tâm trong giai đoạn mới lập nghiệp như đưa đi Thượng Hải, Trung Quốc thi hát, dành phòng thu cho Mỹ Tâm làm việc. Người tình tin đồn duy nhất chưa biết mặt của Mỹ Tâm là một nhà sản xuất âm nhạc người Hàn Quốc. Tin đồn rộ lên từ thời điểm năm 2005, khi nữ ca sĩ sang Hàn để chuẩn bị cho album mới. Thông tin này chỉ được giới làm nghề truyền tai nhau và chưa từng được Mỹ Tâm lên tiếng. Đã nhiều năm nay, nhà sản xuất âm nhạc bí ẩn này vẫn được coi như người tình tin đồn bí ẩn của nữ giám khảo Việt Nam Idol. Hồi đầu năm 2012, có thông tin họa mi tóc nâu sắp lên xe hoa với ông Dương Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty cổ phần thủy sản Hùng Vương. Ông Minh sở hữu khối tài sản tính bằng nghìn tỷ, là người từng tham gia hoạt động từ thiện do công ty của Mỹ Tâm tổ chức. Năm 2020, khi Mỹ Tâm thừa nhận hẹn hò với nam diễn viên Mai Tài Phến, kém mình 10 tuổi, cả làng giải trí Việt đã được phen chấn động. Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò từ khi cùng hợp tác trong MV Đừng Hỏi Em vào cuối năm 2017. Sau đó, cả hai tiếp tục đóng cặp trong bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh do Mỹ Tâm đích thân làm đạo diễn và viết kịch bản. Mà đến đầu năm 2021, Mỹ Tâm mới chính thức công khai yêu Mai Tài Phến, thừa nhận cả hai đã hẹn hò được gần 2 năm. Mỹ Tâm khen ngợi bạn trai kém tuổi là người hiền lành, dễ thương, chu đáo và vô cùng hiểu chuyện. Đặc biệt, Mỹ Tâm khẳng định người yêu không làm ảnh hưởng đến mình, cũng không xin xỏ gì nên cô mới chấp nhận tình cảm của đàn em. Thậm chí, nữ ca sĩ còn cho biết
cô muốn tiến đến mối quan hệ bền chặt với ma tài phến sau này. Sau nhiều năm, Mỹ Tâm công khai hẹn hò với chàng Mỹ Nam nổi tiếng, khiến khán giả vô cùng phấn khích. Khác với nhiều nghệ sĩ V-Biz, chuyện tình Mỹ Tâm, Mai Tài Phến được vô số người chúc phúc, ủng hộ. Thế nhưng từ đó đến nay, cặp đôi vẫn cứ lặng lẽ yêu nhau mà chưa có ý định tiến tới hôn nhân. 3. Khối tài sản khủng gây choáng của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Ngọc Trinh, tên thật là Trần Thị Ngọc Trinh, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1989 tại thị trấn Tiểu Cầu, tỉnh Trà Vinh. Cô sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 4 anh chị em, cô là con gái út. Mẹ Ngọc Trinh mất sớm, cô phải ở với bố. Gia cảnh khốn khó nên Ngọc Trinh vô cùng tự ti và chịu nhiều thiệt thòi với bạn bè cùng trang lứa. Cô từng chia sẻ mình rất thích gấu bông nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mua được nó vì nhà quá nghèo. Cô gái phải học cách tự lập và tự chăm sóc bản thân. Đến năm 1996, bố Ngọc Trinh lập gia đình mới và cô ở với mẹ kế cho đến lớn. May mắn cho Ngọc Trinh khi cô từng chia sẻ rằng cả cuộc đời này mang ơn người mẹ kế của mình. Bà đã bất chấp nghèo khó để lấy bố Trinh, rồi chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn. Từ đó, dù cô luôn giữ trong lòng sự biết ơn với những người đã cưu mang mình, nhưng đồng thời sự oán hờn với người đối xử tệ với cô cũng không có cách nào nguôi ngoai được. Đến năm 14-15 tuổi, Ngọc Trinh phải nghỉ học sớm và lên Sài Gòn để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Cô cùng chị gái mình lên xin việc tại quán pizza và sau đó đã gặp được ông bầu Khắc Tiệp. Cánh cửa mở ra hành trình trở thành nữ hoàng nội y cũng bắt đầu từ đó. Sở hữu chiều cao 1m72 cùng với số đo cực chuẩn 85-58-91, Ngọc Trinh nhanh chóng gia nhập làng thời trang Việt vào năm 16 tuổi và giành giải phụ cuộc thi Hoa hậu trang sức. Năm 2005, Ngọc Trinh tham dự siêu mẫu Việt Nam và đoạt giải Người đẹp ăn ảnh. Năm 2015, Ngọc Trinh đã được vinh dự nhận được giải thưởng Nữ hoàng Bikini châu Á do Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc trao tặng. Vài năm trở lại đây, Ngọc Trinh tập trung vào kinh doanh, thi thoảng cô diễn xuất trong một số bộ phim như Vua Quy Đại Náo năm 2019, Chị Em 2 2022. Vào thời điểm năm 2013, giá cát xê của Ngọc Trinh vào khoảng 20.000 đô trên một hợp đồng, tương đương 455 triệu đồng. Hợp đồng quảng cáo dao động trong khoảng 35.000 đô, khoảng 795 triệu đồng. Hoạt động showbiz chỉ là một phần trong nguồn thu nhập của Ngọc Trinh. Cô nàng còn có thể kiếm tiền tỷ nhờ kinh doanh. Ngọc Trinh từng cho biết cô cùng hợp tác với một cơ sở spa làm đẹp, lợi nhuận mỗi tháng cũng khoảng 300 triệu đồng. Trên mạng xã hội, Ngọc Trinh cũng thường xuyên bán hàng online. Thậm chí cô từng đứng lớp giảng dạy về vấn đề đạo đức trong kinh doanh online với tư cách giám đốc điều hành của một công ty lan truyền trên mạng, tạo nên luồng dư luận trái chiều. Ngọc Trinh từng tiết lộ doanh thu từ công việc kinh doanh có thể rơi vào 1,6 tỷ đồng. Và nhập khoảng 4 tỷ đồng tiền hàng mỗi ngày. Về hoạt động đầu tư, hồi tháng 5 năm 2021, Ngọc Trinh tiết lộ sở hữu lượng tiền ảo có giá trị tương đương 187 Bitcoin. Vào thời điểm 16 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021, giá một Bitcoin rơi vào khoảng 55.700 đô. Đồng nghĩa khối tài sản tính bằng tiền ảo của Ngọc Trinh là hơn 10,4 triệu đô, 240 tỷ đồng. Chiêm ngưỡng cuộc sống xa hoa của nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh là một cái tên hot nhưng cũng đầy tai tiếng trong làng giải trí. Việt Nam, ngoài những drama thỉnh thoảng khiến dân tình bàn tán xôn xao, người mẫu quê Trà Vinh này cũng không ít lần khiến dân tình choáng váng khi khoe độ giàu có sang chảnh của mình. Năm 2020, Ngọc Trinh thông báo dọn về sống tại biệt thự rộng 800m² tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, giá trị ban đầu của căn biệt thự này là 25 tỷ đồng, nhưng Ngọc Trinh đã đầu tư mạnh tay thêm cho phần nội thất được nhập từ nước ngoài, nâng tổng giá trị ngôi nhà lên khoảng 50 tỷ đồng. Biệt thự của Ngọc Trinh được thiết kế theo phong cách hiện đại sang trọng. Phòng khách và khu vực bếp là nơi được Ngọc Trinh chăm chút kỹ nhất với nhiều nội thất cao cấp. Phòng ngủ của nữ hoàng nội y có diện tích cực rộng, nối liền với khu vực trưng bày hàng hiệu và nơi trang điểm của cô. Đây là nơi mà Ngọc Trinh thường xuyên quay vlog và cũng là niềm ao ước của nhiều cô gái. Bên cạnh đó, biệt thự triệu đô của Ngọc Trinh còn có diện tích sân vườn rộng và hồ bơi riêng. Năm 2021, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ngọc Trinh cho biết đang sở hữu đất resort tại phường Hàm Tiến, Phan Thiết, Bình Thuận, nhưng vì không muốn xây dựng nữa nên quyết định chuyển nhượng. Theo đó, tiết lộ của Ngọc Trinh, khu đất này nằm ở vị trí đắc địa trung tâm, diện tích lớn duy nhất còn sót lại tại Phan Thiết, mặt đường Nguyễn Đình Chiểu ngay sát biển, sổ đỏ đầy đủ. Diện tích khu đất rộng 4.500m², Ngọc Trinh cho hay.
giá thị trường hiện tại khoảng 45 đến 50 triệu một mét vuông. Nhiều năm hoạt động showbiz, Ngọc Trinh đã sở hữu cho mình nhiều chiếc xế hộp có giá hàng tỷ đồng. Nhưng chiếc xe được nhiều người bàn tán nhất chính là Rolls-Royce Cross. Năm 2021, Ngọc Trinh khoe đã tổ chiếc xe sang này với giá hơn 10 tỷ đồng. Sau đó chi thêm 2 tỷ đồng để sửa lại ngoại thất và nội thất sang màu đen hồng. Bên cạnh chiếc Rolls-Royce, Ngọc Trinh cũng thường sử dụng chiếc Mercedes Maybach S500 đời 2018, có giá rơi vào khoảng 10 tỷ đồng. Để phục vụ sở thích đi chơi và du trend, Ngọc Trinh cũng đã chi hơn 2 tỷ đồng để sắm chiếc xe được mệnh danh là nhà di động, có đầy đủ tiện nghi như một căn nhà thu nhỏ. Ngoài hai chiếc xe siêu sang trên, Ngọc Trinh còn sở hữu một mẫu xe khác đến từ thương hiệu BMW là BMW 750i. Tại thị trường Việt Nam, chiếc xe này có mức giá bán hơn 4 tỷ đồng. Trước đó, Ngọc Trinh cũng từng khoe chiếc xế hộp hạng sang Range Rover LWB đời 2014, có giá vào khoảng 8 tỷ đồng thời điểm đó. Đồng hồ là phụ kiện mà Ngọc Trinh thường sử dụng để kết hợp với trang phục từ đời thường cho tới dự sự kiện, cũng là một cách để chứng minh độ chịu chơi của cô. Những mẫu đồng hồ Ngọc Trinh đeo đều có giá từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, từ những thương hiệu xa xỉ trên thế giới như Rolex, Hublot, Richard Mille, Frank Miller, Hermes. Tháng 3 năm 2021, vụ việc Ngọc Trinh trình báo bị mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 13 tỷ cũng từng đã khiến dư luận bàn tán xôn xao. Nữ hoàng nội y cũng chăm chỉ quay những vlog đi mua sắm trong nước và ở nước ngoài. Cô còn có sở thích sắm đồ hiệu theo lô. Ngọc Trinh sẵn sàng vung tiền mua nhiều màu, nhiều phiên bản của một món đồ mà cô thích. Cô từng chi tới 500 triệu để tận hưởng những dịch vụ sang chảnh tại resort 6 sao đắt đỏ nhất Việt Nam. Năm 2019, Ngọc Trinh còn gây sốt vì nghỉ lại phòng khách sạn có giá 110 triệu đồng một đêm trong chuyến du lịch Paris, Pháp. Thậm chí, Ngọc Trinh cũng chẳng ngại ngần thể hiện độ giàu ngầm của mình khi công khai mua sim số đẹp 098-999-9999 với giá 20 tỷ đồng. Nổi tiếng và giàu có đến từ đâu? Từ một cô gái quê mùa sinh ra trong một gia đình nghèo, thậm chí còn chưa học xong cấp 3, giờ đây Ngọc Trinh đã trở thành biểu tượng gợi cảm của làng giải trí. Chặng đường thay đổi ngoạn mục của dân dài này có sự đóng góp của rất nhiều người đàn ông đặc biệt. Vũ Khắc Tiệp chính là người đã giúp Ngọc Trinh bước chân vào showbiz, cũng như giúp tên tuổi của cô luôn được công chúng chú ý. Trước đây, trong một bài phỏng vấn, Khắc Tiệp thừa nhận từng có mối quan hệ tình cảm với Ngọc Trinh trong gần một năm. Mối tình của cặp đôi bắt đầu khi cô chỉ đang là nhân viên quán pizza. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Khắc Tiệp đã bị thu hút bởi thân hình nuột nà của Ngọc Trinh và ngỏ lời muốn cô đầu quân về công ty người mẫu. Sau đó, cả hai đã yêu nhau và giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc. Trải qua bao sóng gió, cặp đôi đã chia tay, tuy nhiên cả hai vẫn gắn bó với nhau như hình với bóng, ngay cả khi Ngọc Trinh có những cuộc tình khác. Hiện tại, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh ít qua lại với nhau hơn. Sau nhiều ồn ào về chuyện tiền bạc, ông trùm chân dài một thời kín tiếng hơn hẳn. Cách đây vài năm, Ngọc Trinh cho ra mắt bộ phim Vòng Eo 56. Trong này kể lại chuyện tình khắc cốt ghi tâm của cô nàng với một vị đại gia 50 tuổi. Theo đó, đây là người đã ở bên chân dài sinh năm 1989 trong 8 năm, lo lắng chu cấp cho cô nàng. Dù bản thân là người thứ ba, nhưng Ngọc Trinh nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Bản thân cũng rất yêu đối phương. Người ta chửi em là người thứ ba, em chấp nhận, vì em là vậy. Mặc dù em không muốn, nhưng nó đã là vậy, không thay đổi được. Còn kêu em bỏ anh là em không bỏ được rồi. Gắn bó với nhau từ ngày Ngọc Trinh mới thành danh, người đàn ông này không ngại chi một khoản tiền lớn để mua nhà, mua xe, mở spa, sắm hàng hiệu theo đúng nguyện vọng của người yêu. Trong suốt thời gian gắn bó, người đàn ông gốc Singapore đáp ứng mọi nhu cầu để Ngọc Trinh có một cuộc sống dư dả, không thua kém bất kỳ mỹ nhân nào trong showbiz. Mối tình ngoài luồng này cuối cùng lại kết thúc trong im lặng. Ngọc Trinh có đủ tiềm lực kinh tế để sống tốt, nhưng đổi lại cũng rất nhiều nước mắt. Không thể phủ nhận, chính người bạn trai bí mật này đã đặt nền móng giúp Ngọc Trinh xây dựng được cơ ngơi kinh doanh như hiện tại. Vào năm 2017, Ngọc Trinh công khai tình mới là tỷ phú Hoàng Kiều, khiến nhiều người bất ngờ hơn cả. Mặc dù chênh lệch tuổi tác, nhưng cả hai thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình tứ và úp mở về đám cưới. Mối tình này kéo dài được 2 tháng, tỷ phú Hoàng Kiều đột ngột thông báo chia tay Ngọc Trinh. Nguyên nhân được tỷ phú Hoàng Kiều đưa ra là do người đẹp sinh năm 1989 bắt cá hai tay. Về phía Ngọc Trinh, cô giữ im lặng trước những đồn đoán về lý do chia tay của hai người. Kết thúc với tỷ phú Hoàng Kiều, Ngọc Trinh lại tiếp tục hẹn hò với một người mới. Như thường lệ,
đây cũng là người có thể chu cấp cho cô nàng khá nhiều tuổi. Dù vậy, đại gia bí ẩn chưa một lần được công khai, cũng chẳng ai biết ông là ai. Sau 2 năm bên nhau, Ngọc Trinh công khai thông báo cả hai quyết định chia tay. Cô gửi lời chúc đối phương lên trang cá nhân, đồng thời cũng trở về sống độc thân. Dù đường ai nấy đi, nhưng cô nàng có vẻ không quá buồn, vẫn vô tư đăng ảnh vui vẻ ngay sau đó. Năm 2023 là cú ngã đau của Ngọc Trinh theo lẫn nghĩa bóng và nghĩa đen. Sau màn biểu diễn trên xe mô tô có nhiều động tác nguy hiểm, người mẫu bị ngã xây xác phải nhập viện. Một thời gian sau, khi các clip đi mô tô được đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội, đạt tương tác lớn, Ngọc Trinh bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về tội gây rối trật tự công cộng. Theo đó, người đẹp 34 tuổi sẽ phải đối diện với mức án từ 2 đến 7 năm tù. Trước khi vướng vòng lao lý, nữ hoàng nội y cũng nhiều lần thành tâm điểm chú ý khi có những phát ngôn hành động gây chỉ trích. Cách đây vài năm, Ngọc Trinh từng bị chỉ trích bởi chia sẻ "Yêu không có tiền thì cặp đất mà ăn". Chính phát ngôn này khiến Ngọc Trinh nhận nhiều gạch đá, thậm chí còn bị gắn mác gái hư. Chia sẻ về những ồn ào của Ngọc Trinh, tiến sĩ khoa học ngữ văn Đoàn Hương cho biết, không chỉ Ngọc Trinh mà nhiều người cũng không đủ tầm để biết mình nói và làm thế đúng hay sai. Như một số giang hồ mạng, họ lên mạng xã hội khoe khoang những chiến tích xấu nhưng lại tưởng là hay. Các cụ ta vẫn có câu, đẹp đẽ phơi ra, xấu xa đầy lại, nhưng nhiều người đi ngược điều này. Họ bị sự ảo tưởng, tung hô ảo, làm mờ mắt, nên không biết mình là tấm gương xấu thế nào. Thực chất, Ngọc Trinh không phải là ngôi sao, mà là người có nhiều tai tiếng. Và vừa rồi là 3 bóng hồng triệu đô của Showbiz Việt. Quý vị ấn tượng với nữ nghệ sĩ nào nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên nhấn theo dõi để cùng câu lạc bộ tỷ phú khám phá những câu chuyện về giới siêu giàu trong chương trình lần sau nhé.